Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cả cái điểm mà chúng ta nhìn thẳng vào đây này, nhìn thẳng vào thì có đấy, cái tay chính đấy, cái tay chính nó cuộn, nó gấp khúc như cái khuỷu tay của chúng ta. Đấy, nó đi từ đây vị trí này lên đây, chạy co ra đây, rồi nó giật xuống, giật nó giật ngược về đây chút này, đấy, nó giật lên, đấy, rồi lên ngọn. Cái đường đi nó rất là khó các bạn. Xin chào tất cả anh chị và các bạn, quay trở lại cái video clip tiếp theo của kênh Bonsai Channel. Tuấn đang đứng ở cái vườn cây nhà anh Vinh, nhà chị Thảo. Ở video trước mọi người đã xem những cái cây phía bên kia, cây xanh phía bên ấy. Đây là chị Thảo. Chào các bạn nhé, đây là chị Thảo đấy. Chị Thảo có thể chia sẻ về cái cây xanh phía chị đang đứng đấy. Thì em thấy là nó khá là đẹp bởi vì là ở góc bên này này. Đấy, chị có thể chia sẻ hàng ngày chị có thích cây này không? Chị rất thích cây này. Vâng. Nhưng mà chồng chị là chị dòng chị yêu cây này nhất. Vâng. Là anh ấy hàng ngày là anh ấy chăm chút, anh ấy tỉa từng cái lá một. Vâng. Vì anh ấy cũng rất là mê cây. Vâng. Thì anh chăm thôi chứ chị thì cũng không biết. Vâng. Chị biết là nhìn cái cây nó đẹp thôi, chị. Vâng. Cũng thích thôi. Vâng. Em thấy nó khá hợp với cái cửa chính của cái ngôi nhà nhà mình ấy chị. Chị cũng phải thay mấy cây rồi đấy. À, thế thì à? Cái cây này chị thấy là nó vừa với cả cái cánh cửa nhà chị. Vâng. Mà nó xứng đáng nhất để nằm giữa cửa đúng không? Mọi người thấy. Cửa ra vào. Vâng ạ. Đó, các bạn nhìn này. Thích nhất cái chỗ cái cổ này các bạn này. Chị nhỉ? Cái phần cái cổ này nó gấp khúc. Cây này là đẹp đấy. Vâng. Em cảm ơn. Cái này tọa lạc rồi chữa cái biệt thự của anh nhà anh chị. Biệt thự này cao khoảng 4 tầng nhỉ. Đẹp lắm mọi người. Và nó xanh mơn mởn này. Và tất cả cái điểm côn cút này anh chị cắt giật hết. Cắt giật xanh năm điền. Anh chị cũng bật mí là có khá là nhiều tác phẩm nữa đẹp lắm. Nhưng mà lý do ngày hôm nay thì cũng rất là vội nên không chia sẻ hết cho mọi người được. Còn nhiều, rất là nhiều cây đẹp. Ở đây thì bạn nhìn này, có cái sẹo. Sau thời gian nuôi mạnh nữa thì cái phần nó mím lại rất là đẹp. Rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cả cái điểm mà chúng ta nhìn thẳng vào đây này, nhìn thẳng vào thì có cái tay chính đấy, cái tay chính nó cuộn, nó gấp khúc như cái khuỷu tay của chúng ta. Đấy, nó đi từ đây vị trí này lên đây, chạy co ra đây, rồi nó giật xuống, giật ngược về đây chút này. Đấy, nó giật lên. Đấy, rồi lên ngọn. Cái đường đi nó rất là khó các bạn, quá đẹp. Còn ở đây thì anh đang xử lý này, cái chỗ này anh đang co xuống này, anh co xuống ấy. Đấy, chờ mình đi sang bên nhé, vòng bên. Đó. Cái bên này là cây nguyệt quế. Đó. Cây này tác phẩm là gì chị Thảo nhỉ? Chị... có tên các bạn, đều có tên hết đấy. Cái này là cây song long, tức là hai anh nói là hai con rồng quấn mây. Cái này anh có chia sẻ là như vậy. Đẹp lắm, mọi người phải nhìn tận mắt cơ. Trên này này, phần trên đỉnh này. Trên đỉnh này anh đang có vào dây này. Đấy, xử lý phần cổ này. Đấy, tách cái cổ này. Nhìn cái đoạn gấp khuỷu tay này. Đấy, đoạn khuỷu này gấp ấy, bên dưới này. Ui dồi, nhìn thế này, nhìn chỗ này mới phê này, nhìn cái rễ này phê gập xuống đấy, các bạn thấy
chưa? Trước đây là song có long hành vân em ạ. Song long hành vân các bạn nhé, song long hành vân tức là sẽ có hai con rồng quyện vào mây, các bạn thấy chưa? Cái tay này, gấp khuỷu tay này, gấp mấy độ liền này. Đến đây nhé, giật xuống nhé, nhìn phê lắm. Rồi, tay này phóng ra. Đó. Cây rất già và làm rất là kỹ mọi người ạ, cực kỳ là kỹ. Cái này anh nuôi chỉ thời gian nữa nuôi thả thì cây nó khỏe mạnh lên, những cái phần rễ nó về hết lại, nhìn xuống lắm, phiêu lắm. Mỗi cây này là anh không có sử dụng cái xích phía bên kia, anh phải dùng xích vì cây nó nhỏ. Tầm này thì ví dụ đạo trích họ có thể bê được, cây này thì không thể làm được, vẫn phải an toàn đúng không chị? Đúng rồi, đó. vẫn phải an toàn vẫn phải xích vào. Các bạn nhìn này, tất cả các cổ này, vặn bẻ rất là chi tiết đấy. Ví dụ như cái đoạn này đấy, gập khúc khuỷu rất phê. Răm bông bắt đầu đi vào vị trí cắt răm bông, định hình rất là đẹp rồi. Chị có cảm giác là mình mê cây lúc nào mình không biết đâu chị. Đây chị Thảo. Mê, và bây giờ hiện tại mình đang mê hoa. Mê hoa. Vâng. Còn cây là cũng mê dần rồi. Vâng, bị mê dần rồi. Nhìn cũng biết là nó đẹp. Vâng. Đó. Còn nhiều video các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay thì cũng chia sẻ cho các bạn những cái cây phía trước cửa rồi. Hôm nào thời gian chỉnh rảnh rồi mình còn chia sẻ nhiều các bạn những cái đó, những phần bể cá của nhà anh chị đẹp lắm. Bây giờ mình chạy ra bể cá một chút nhỉ. Đấy, các bạn thấy chưa, ở video trước mình nói về cây tùng đấy, cái đoạn cổ nó đẹp lắm, gấp khúc đẹp vô cùng luôn. Rồi mình sẽ đi cùng chị Thảo sẽ đưa mình ra đây phía này các bạn nhé. Có một cái lan này, ôi dồi lan này, lan đẹp quá. Đây là chị thích lan đúng không? À, chị có thể chia sẻ với những anh chị em đang theo dõi được không? Chị thì chỉ thích hoa đây, hoa thì chị cũng chăm. Vâng. Chăm nói chung là tương đối được. Vâng. Nó cũng xanh phước. Vâng. Thì hoa đây, cái này đang chuẩn bị ra hoa hết rồi. À thế à? Cái này nó ra hoa quanh năm chị nhỉ? Ừ, không phải quanh năm đâu, vì cái lan này nó đều có mùa hết. Vâng. Có mùa thôi chứ còn nó cũng không quanh năm được. Vâng. Đây là cái cây này bắt đầu mùa lên này, Phi Điệp Hòa Bình này. Phi Điệp Hòa Bình. Đây cả lùm vào này thì là nó đang đẹp, vỡ hoa đây. Cái này thì nó thời gian bao nhiêu lâu thì nó mới tàn chứ? Có thì nó phải đến tầm khoảng 20 đến 25 ngày. Vâng. Thì nó nếu mà nó tươi đúng không mưa thì nó sẽ phải có khi phải được hàng tháng đấy. Phi Điệp Hòa Bình. Cái cây này là nó lan này rất là tương đối đẹp. Đẹp nhiều thật người thích hoa này. Quá đẹp này. Đây là cái này là cái Đai Châu. Đai Châu. Cái này cũng cấy vào đây cũng phải đến mấy năm em ạ. Đẹp thật. Phía này thì các bạn thấy là đi xuống có cái bệ đá của nhà anh. Phía này có cá koi. Có koi. Rồi. Các bạn sẽ xem chị cho cá ăn nhá. Các bạn nhìn này. Cá lên này. Đấy. Nó nu vào tay chị. Chị cho ăn cái gì đấy chị? Cho ăn cái hạt của nó. Cá thì bán nhận thì chị phải nhập cái hạt từ bên Nhật này. Thức ăn chị phải nhập từ bên Nhật các bạn. Nó thân thiện lắm, cá này nó lành và nó khỏe các chị nhỉ? Khỏe, cái cá phần của bể rồi thì nó khỏe. Vâng. Nó lạ bể thì nó hơi khó. Vâng. Mình có thỉnh thoảng cũng phải dưỡng nó, ví dụ là phải dùng thuốc chống không nấm. Không phải, nếu mà nó đã quen rồi thì không phải thuốc gì cả. Nhưng mà mới cho thì cũng hơi phải cẩn thận. Vâng. Vì bể mới, chị bể mới thì thả đây nó cũng chết hơn con đấy. Vâng. Thì nó to va đập. Nhà chị này cái bể bình thường bể cá thì không làm cá này đâu. Vâng. Nhà mình cứ thích đẹp thì mình làm thôi, chứ bể cá coi là nó khỏe. Vâng. Cá nó khỏe nó nhảy nó đập ở đây đấy. Vâng. Nó đập rồi nó bị tổn thương. Chị có chia sẻ là cái hôm vừa rồi nó mưa ấy, là cái nước mưa vào nó bị xối nên là cái nó hơi đục. Đúng rồi, cái bình thường là sẽ rất là trong. Đấy.
Để chị đang xử lý cái phần đục này. Thế còn bên kia em thấy một số cá nữa là chị mới nhập về hay là chị chuyển từ đây ra? Chị đang thả để chị dưỡng cá thôi, chị mới thả vào đây. Chị chỉ chọn những con nào đẹp chị thả vào đây. Ô này, ô dưỡng cá này các bạn thấy, anh chị đang để bên này dưỡng lại. Bên này cỡ khoảng hơn 10 con. 10 con cá con. Con này cỡ phải 2 3 cân đấy chị nhỉ? To nhất là 3 cân các bạn. Nhà anh chị phải dùng cái sục này. Sục để dưỡng. Đấy. Còn ở vị trí bên dưới này là cái hầm xe, nhưng mà bởi vì là hôm nay là nước nó rất là đục, mình không có xuống bên dưới được để chia sẻ với các bạn phần bên dưới này. Đấy. Thì chúng ta đi như thủy cung ấy, chúng ta sẽ nhìn ngang xem đàn cá bơi vào rất đẹp. Rất màu đẹp. Cá này khá thân thiện. Cá này thích, còn cá Việt thì nó không được thân thiện như này đâu. Trên chúng ta có thể ngồi trên này để ngắm hoa này, nhìn nước đây này, cá này tung tăng. Rồi đặc biệt là có ba góc này là có cái chậu, cái giò lan trên một cái cây. Đây này, cây nhãn sẵn chị. Đúng rồi, họ trồng là cây nhãn các em. Cái nhãn đấy thì nó mới được lâu, nó bền. Đấy thì ở bên kế bên là mình có cái tùng các bạn. Ở video trước các bạn tùng, các bạn xem này tùng. Đấy, tôi không quay ở chi tiết nhưng mà tôi sẽ tập trung vào ngày hôm khác. Các bạn nhìn cái cổ này. Đấy, nhìn cái cổ cái đoạn kia. Thì anh Vinh anh nói là cái cổ này là do là cây 100% là tự nhiên hết ấy. Không xử lý gì. Để khi mà trồng đây thì anh co lại để cái nó không bị bão, do thời gian bão rồi đấy. Cây rất già vè. Cái cành nó đã vè vẹo hết rồi. Khó để nhìn thấy một cái cây tùng ở bên ngoài nào, ở nhà vườn nào. Và mình sẽ lùi ở bên này nhé. Cho các bạn nhìn được cả cái biệt thự nha anh. Phía bên phải này là cây tùng cổ. Tùng ta chị nhỉ? Hồng. Ở hồng hồng. Đây hồng. Là cái hồng cổ Sapa đấy. Hồng Pháp đấy, đúng hồng Pháp. Vâng. Cái bông nó to lắm đúng không? Đúng rồi, bông nó phải to như này, bông nó hồng đấy. Vâng. Thế bên kia là cây lộc vừng này. Hai bên là cây hồng. Đó. Cái tùng đấy các bạn. Đây em đứng ở đây là em nhìn thấy hết cả cây tùng đấy. Này các bạn xem xem. Quê lắm. Đó, dọc bên này toàn cây quý của anh ấy, toàn cây rất là nhiều giá trị lắm, anh để dọc bên này, này. Gần như là anh trồng không phải cây dự án ở khu nhà anh ở đâu. Đây là toàn đấy, nhìn được hết cả cây tùng đấy. Hết mà. Đấy. À. Vừa nãy là mình đi phải lên tầng 2, quay mỗi cái ba cái đoạn ngọn như kia. Đấy, mình trên ngọn. Nhìn phía trên thì cái bông tán nó chia rất là đều, đẹp lắm. Cây già thật đấy. Vâng. Cái bờ rào này sắp tới chỉ một năm nữa là nó phủ hết những cái cây này chị nhỉ? Bờ rào. Bởi vì sao biết không? Sao nó sợ nó leo, nó ăn liền. Chị không cho nó lên gỗ mà chỉ cho nó lên đá thôi, còn chị cắt hết. Vâng. Đây là chị cắt hết chứ không nó lên lâu rồi. Lên nhanh lắm. Nó làm này là nó sẽ ăn mòn gỗ. Nó sẽ làm hỏng gỗ. Đúng rồi. Nên chị không cho nó lên gỗ mà chỉ cho nó bám vào cái tường đá thôi. Vâng. Nó lan ra là chị cắt hết. Dạ. Chị không cho nó ra mặt trước. Ok. Có lẽ là video này cũng mình xin phép nhỉ. Chị Thảo có thể là chia sẻ gì thêm cái đoạn video cuối này chính cùng khán giả theo dõi cái chương trình Bonsai Channel không ạ? Chị không biết chia sẻ gì, chị chúc cả nhà coi như là mạnh khỏe và hạnh phúc. Ok, xin hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé. Chào thân ái, hẹn gặp lại các bạn.